Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin mới của chúng tôi. Kênh của chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật những thông tin mới nhất trong nước và quốc tế. Ngay sau đây sẽ là những thông tin chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Tình hình lũ lụt ở phía Trung Quốc đang vô cùng tồi tệ khi mà cơn bão số 16 chưa qua đi thì cơn bão số 17 đang ập vào tỉnh thành của phía Trung Quốc, gây ra lũ lụt ở khắp mọi nơi và dường như những ngày đen tối vẫn đang bao phủ toàn bộ bầu trời của Trung Quốc, nhất là những tỉnh thành ở phía Đông, miền Trung, miền Nam của Bắc Kinh. Theo tờ báo Bangkok cho biết thì tình hình lũ lụt ở phía Trung Quốc đang vô cùng tồi tệ vì đã trải qua 41 ngày đêm vừa qua mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành. Hiện bầu trời của phía Trung Quốc chỉ có một màu duy nhất, đó là màu đen tối bởi những bóng mây đen đang mang một lượng mưa khổng lồ cho Trung Quốc. Có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp không biết bao nhiêu những nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên vẫn ra tay trừng phạt. Mưa chồng mưa, bão chồng bão, lũ chồng lũ làm cho điện, đường, trường, trạm bị phong tỏa, người dân thì bị cô lập, hàng triệu con sông, hàng triệu mái nhà bị ngập chìm trong biển nước lũ. Cơ quan cảnh báo sóng thần và động đất của phía Trung Quốc phải đưa ra thông báo khẩn cấp ngay đêm ngày hôm qua và yêu cầu sơ tán những người ở những nơi có khả năng cao sẽ gặp lũ lụt trong một vài ngày tới. Tại khu vực con đập Tam Hiệp, nơi mà thường xuyên có những trận động đất đã trải qua một ngày vô cùng tồi tệ, khi mực nước tại đập Tam Hiệp đã dâng lên mức cảnh báo nhất từ trước tới nay, nhà chức trách Trung Quốc đã phải cho xả tới 4 cửa xả đập Tam Hiệp để cứu người dân, trong khi vùng hạ lưu thì bị ngập trắng bằng, còn vùng thượng nguồn thì đang đón nhận hàng triệu mét khối nước mưa đang đổ từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng, không hiểu vì sao mà chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn đem tới chiến ra ngoài Biển Đông để thị uy sức mạnh. Hôm qua hãng của Mỹ cho biết, sau khi phái đoàn cấp cao của Hoa Kỳ tới Trung Quốc làm việc thì khi kết thúc buổi làm việc trên, hải quân của phía Trung Quốc đã rầm rộ điều 179 tàu thuyền các loại mang theo vòi rồng, vũ khí sát thương, vũ khí hạng nặng cùng 3.000 lính thủy đánh bộ tiến ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật thách thức Mỹ và thế giới. Hành vi của phía Trung Quốc được cho là không tôn trọng Mỹ. Chính vì vậy mà Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho rằng sẽ tiếp tục có những biện pháp cứng rắn đối với cả Trung Quốc đại lục, và những hình ảnh trên mạng TikTok của phía Trung Quốc cho thấy rằng ô tô, xe máy, tủ lạnh, nồi cơm điện, đặc biệt là những đồ dùng cá nhân của người dân đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Bởi vì Trung Quốc đang gặp nhiều nhân quả báo ứng, hầu hết các cung đường dài thành phố Thâm Quyến, Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Quảng Đông, Quảng Tây đều bị ngập chìm và đến nay thì nước vẫn chưa rút đi, người dân thì bị cô lập. Chẳng hiểu vì sao Trung Quốc lại gặp nhiều tai họa trong này đến như vậy. Phải chăng Trung Quốc phải lập đàn cầu khấn thì mới qua cơn hoạn nạn này? Theo một cái thông tin mới nhất từ kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho hay, Bắc Kinh tiếp tục đón nhận một thông tin buồn. Đó là cơn bão số 18 tiếp tục hình thành ở ngoài Biển Đông và đường đi của nó sẽ xuyên thẳng vào trung tâm của thủ đô Bắc Kinh cũng như xuyên qua con đập Tam Hiệp. Những thông tin mới nhất liên quan tới tình hình cơn bão số 18, nhiều nhà báo nước ngoài bị ngăn cản đưa hình ảnh mưa lũ ở Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, hiện có tình trạng nhiều nhà báo nước ngoài đã bị quấy rối cả trên mạng lẫn ngoài đời nhằm ngăn họ đưa hình ảnh, thông tin về đợt lũ hiện tại ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Các phóng viên của AFP đã buộc phải xóa cảnh quay những người dân trong vùng lũ và bị hàng chục người đàn ông bao vây khi đưa tin về một đường hầm giao thông bị ngập nước ở thành phố Trịnh Châu. Trong một diễn biến khác, chính quyền thành phố đã quyết định hủy bỏ buổi lễ tưởng niệm 14 nạn nhân chết do bị kẹt bên trong tàu điện ngầm. Do lo lắng sự phản đối của người dân về cách xử lý thảm họa của chính quyền, các nhân viên bảo vệ tàu điện ngầm đã dựng dây chắn ngăn không cho ai đi vào khu vực tưởng niệm, trong khi người dân thành phố đặt những bó hoa ở lối vào nhà ga. Một đoạn video được tờ West China Merchant Bleed Daily đăng tải sau đó cho thấy, một nhóm người đã gạt bỏ dây chắn sang một bên và hô vang, hãy để linh hồn những người đã chết được trở về nhà. Những trận mưa như chút nước đã đổ xuống liên tục trong 3 ngày tại Trịnh Châu, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, làm ngập các toa tàu điện ngầm và khiến hơn 500 hành khách bị mắc kẹt trong giờ cao điểm. Hình ảnh các hành khách ngập trong mực nước cao ngang vai sau đó đã được lan truyền khắp các trang mạng xã hội Trung Quốc. Chính quyền Trịnh Châu cũng đã công bố tên của những người thiệt mạng khi bị kẹt bên trong tàu điện ngầm do trận lũ lụt một tuần sau khi vụ việc xảy ra. Những trận mưa lớn gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng ở các bộ phận của tuyến tàu điện ngầm số 5 và các bức tường chắn bảo vệ các tuyến tàu điện ngầm đã sụp đổ, chính quyền thành phố cho biết. Một trong những nạn nhân nằm trong danh sách chính thức do thành phố công bố có tên Sha đã thiệt mạng khi chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 34 của anh. Ai có thể nghĩ rằng bạn chỉ cách nhà một trạm dừng chân, nhưng bạn sẽ không bao giờ trở lại nữa, vợ của Sha viết trên trang Weibo của cô. Vợ của Sha, người từ chối cho biết tên của mình, tiết lộ cô đang tiến hành kiện nhà điều hành tàu điện ngầm vì cấu trúc xây dựng cầu thả khiến các bức tường chắn bảo vệ tuyến tàu điện ngầm bị sụp đổ và làm mắc kẹt hàng trăm hành khách, trong đó có chồng của cô.
trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến gần 13 triệu người, làm hư hại gần 9.000 ngôi nhà và gây thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 13,9 tỷ nhân dân tệ, 2 tỷ đô la cho tỉnh Hà Nam. Tính đến nay, số người chết vì lũ lụt ở tỉnh Hà Nam đã lên đến 71 người, AFP đưa tin. Cùng ngày, các nhà khí tượng thủy văn Trung Quốc dự báo sẽ có nhiều trận mưa lớn hơn nữa do tàn tích của cơn bão Infa đi qua khu vực này. Theo đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Nam, các thành phố vốn đang cố gắng vực dậy sau trận lũ lụt tuần trước, bao gồm Tân Hương, Hebi và An Hằng, có khả năng sẽ hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong hai ngày qua. Miền Đông Trung Quốc gồng mình chống bão sau lũ nghìn năm, có một số tỉnh miền Đông Trung Quốc đã nâng cảnh báo bão lũ khi mực nước các sông vượt mức báo động khi bão Infa đổ bộ. Theo Global Times, giới chức tỉnh Giang Tô đã sơ tán khoảng 390.000 người, yêu cầu gần 20.000 tàu thuyền vào bờ tránh bão, đồng thời áp dụng hàng loạt biện pháp ứng phó khi bão Infa đổ bộ vào Chiết Giang, Thượng Hải và tiếp tục di chuyển về phía Giang Tô. Giang Tô đã ban bố cảnh báo vàng với mực nước trên sông Hu. Mực nước tại sông này đã lên 11,8 mét, cao hơn mức cảnh báo khoảng 1,3 mét. Giang Tô cũng đưa ra cảnh báo đỏ khi mực nước sông Tai Pu vượt mức cảnh báo. Theo cơ quan khí tượng địa phương, tâm bão đã di chuyển vào thành phố Lật Dương của Giang Tô sau khi đổ bộ hai lần vào tỉnh Chiết Giang một ngày trước đó. Cơ quan này đã nâng cảnh báo bão lên mức vàng, dự đoán lượng mưa sẽ lên hơn 50mm ở một số thành phố như Nam Kinh, Nam Thông, Thường Châu. Cùng ngày, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc dự báo, bão Infa kết hợp với luồng không khí lạnh từ phía Bắc khi di chuyển về phía Tây Bắc có thể gây mưa lớn ở khu vực Trung và Hạ Lưu sông Hoài Hà cũng như Hạ Lưu sông Hoàng Hà, Hải Hà. Tại các khu vực bị ảnh hưởng, mực nước một số con sông sẽ dâng đáng kể, vượt mức cảnh báo. Trong khi đó, cơ quan thủy văn huyện Vu Hồ, tỉnh An Huy hôm qua cũng nâng cảnh báo lũ, dự báo một số nơi, trong đó có thành phố Tuyên Thành bị ảnh hưởng. Trước đó, bão Infa khiến thành phố Thượng Hải của Trung Quốc gần như tê liệt. Cục khí tượng Thượng Hải cho biết lượng mưa mà thành phố ghi nhận là hơn 100mm và tốc độ gió đạt mức 117 km/h. Cơn bão đã quật đổ hàng nghìn cây cối, ảnh hưởng đến việc cấp điện của thành phố. Nhiều tuyến đường trong thành phố chìm trong biển nước khiến giao thông bị tê liệt. Thượng Hải đã hủy toàn bộ các chuyến bay và tàu điện ngầm. Giới chức Thượng Hải đã ra thông báo khẩn, yêu cầu các doanh nghiệp sắp xếp lịch làm việc phù hợp, cho phép nhân viên làm việc ở nhà nhằm đảm bảo an toàn. Thượng Hải cũng đã sơ tán khoảng 362.000 người trước khi bão đổ bộ. Các tỉnh miền Đông Trung Quốc đặc biệt chú trọng các biện pháp ứng phó mưa bão sau khi tỉnh Hà Nam ở miền Trung vừa chứng kiến một đợt mưa lũ nghìn năm có một hồi tuần trước. Theo giới chức địa phương, đợt mưa lũ nghiêm trọng vừa qua ở Hà Nam đã khiến ít nhất 71 người thiệt mạng, trong đó có 14 hành khách tử vong trong toa tàu điện ngầm ngập nước. Mưa lũ cũng phá hủy gần 9.000 ngôi nhà, ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người. Mưa lũ phá hủy hai đập thủy điện ở Trung Quốc. Mưa lũ đã khiến hai đập thủy điện ở khu vực Nội Mông, Trung Quốc bị vỡ, người dân ở hạ nguồn phải sơ tán khẩn cấp. Reuters dẫn thông cáo của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, hai đập thủy điện ở thành phố Hulunbuir bị vỡ vào chiều ngày 18 tháng 7. Đây là hai đập thủy điện có hồ chứa khoảng 46 triệu mét khối nước. Video đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy, một trong hai con đập bị nước cuốn phăng hoàn toàn, làm ngập các cánh đồng gần đó. Người dân ở hạ lưu đã được sơ tán và hiện tại không có thông tin về thương vong. Nguyên nhân khiến hai con đập bị vỡ là mưa lớn cuối tuần qua ở khu vực Hulunbuir. Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, lượng mưa đo được ở trạm thủy văn Morinzaa cho thấy lượng mưa lên đến 223mm. Chính quyền thành phố Hulunbuir cho biết đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến gần 17.000 người và nhấn chìm khoảng 23.600 ha hoa màu. Các cầu và cơ sở hạ tầng giao thông khác cũng bị hư hại. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa để điều tiết lũ, làm thủy điện và phục vụ giao thông đường thủy. Hơn 80% trong số đó đã có tuổi đời trên 40 năm. Một số có nguy cơ mất an toàn 40 năm. Một số có... Vừa rồi là những thông tin cuối trong bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Nhật báo Trung Quốc cho biết, từ 2 ngày qua, hầu hết các khu vực của thành phố Cửu Giang đều có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ và báo cáo từ nhiều nơi, tính đến 11 giờ 30 phút ngày hôm qua, trên địa bàn thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ là 308.000 người, 25.220 người phải di rời, tái định cư khẩn cấp và cần hỗ trợ khẩn cấp về đời sống, trong đó di chuyển tái định cư khẩn cấp 18.544 người, cứu hộ 6.676 người. Tại quận Đức Xương, thành phố Cửu Giang, lính cứu hỏa đã dùng thuyền kayak để di chuyển những người già và các học sinh cấp 2 bị mắc kẹt nước lũ khi mưa lớn. Tại quận Chai Sang, thành phố Cửu Giang,
lính cứu hỏa cũng đã dùng thuyền kayak để chuyển những người bị mắc kẹt do nước lũ. Đợt mưa mới vẫn đang tiếp tục. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây, dự kiến ngày mai ở Nam và Trung Giang Tây sẽ có mưa to. Một số khu vực có mưa to đến rất to, dông ở Bắc Giang Tây, mưa lớn ở một số khu vực. Trong vài ngày tới, tỉnh Giang Tây sẽ mở ra một đợt mưa lớn tập trung. Mưa lớn ở Nam Giang Tây sẽ tiếp tục. Mưa lớn ở Bắc Giang Tây và Trung tâm Giang Tây sẽ phát triển trở lại. Một số khu vực có thể mưa to đến rất to. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở, đợt mưa mới ở tỉnh Giang Tây kéo dài, lượng mưa tích tụ lớn, thời gian mưa ngắn ngày, vùng mưa trùng với vùng mưa lớn trước đó, khoảng cách ngắn, nguy cơ xảy ra lũ lụt trên núi, ngập úng đô thị và nông thôn trong khu vực. Các nhánh sông của nó đã tăng lên đáng kể và việc chuẩn bị phòng thủ phải được thực hiện trước. Mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi. Ban quản lý tình trạng khẩn cấp tỉnh Giang Tây báo cáo vào tối ngày hôm nay rằng, tính đến 11 giờ ngày hôm đó, đợt thiên tai này đã ảnh hưởng đến 733.000 người trong tỉnh và một người đã thiệt mạng do đuối nước. Từ 20 giờ ngày thứ năm tuần vừa qua đến 8 giờ ngày hôm qua rất to, lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 87 mm, lượng mưa trung bình ở các thành phố chia thành các quận là 158 mm ở thành phố Cẩm Châu, lượng mưa điểm là 466 mm ở làng Giao Keng, huyện Tuyền Nam, thành phố Cẩm Châu và một số quận thành phố đã phải hứng chịu lũ lụt nặng nề và thiên tai địa chất. Trong tuần qua, thành phố Gansu đã đầu tư 77.100 người thuộc các lực lượng cứu hộ khác nhau để kiểm soát lũ lụt và chống lũ lụt, bao gồm 3.236 đơn vị phương tiện kỹ thuật, thuyền tấn công, thuyền cao su, máy phát điện, máy bơm nước và các thiết bị khác như lều, chăn bông, giường gấp, đèn, 33.700 chiếc vật dụng cứu trợ thiên tai như ủng, áo mưa. Thống kê chính thức cho thấy, tính đến 11 giờ ngày hôm nay, thảm họa do thiên tai đã ảnh hưởng đến 733.000 người ở 36 quận huyện, bao gồm cả khu vực chức năng ở Cẩm Châu, Cát An, Phúc Châu và Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây. 162.000 người phải sơ tán khẩn cấp, 22.300 ha hoa màu bị ảnh hưởng. 19 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn và 68 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,7 tỷ nhân dân tệ. Động đất Cửu Giang, Giang Tây. Kính thưa quý vị, theo Weibo chính thức của mạng động đất quốc gia Trung Quốc vào lúc 21 giờ 29 phút ngày 17, một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra tại Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, cách trung tâm thành phố Cửu Giang và Ruichang từ 9 km, độ sâu tiêu cự là 6 km. Được biết, trận động đất được cảm nhận rất mạnh ở Nam Xương và Trấn Cảnh Đức. Vào chiều ngày 4, một số phương tiện truyền thông đã đăng tải thông tin rằng vào lúc 14 giờ 30 phút ngày hôm đó, một trận động đất có cường độ 6,9 độ Richter đã xảy ra gần quận Tấn Dương, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Tâm chấn ở vị trí 29,51 độ vĩ Bắc, 115,52 độ kinh Đông. Người có liên quan phụ trách cục địa chấn Giang Tây nói với các phóng viên rằng thông tin không có trận động đất nào ở Cửu Giang là sai sự thật. Vào lúc 8 giờ 49 phút ngày 16, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây do các hoạt động kiến tạo địa chất bên trong mảng kiến tạo. Từ quan điểm lịch sử, trận động đất Cửu Giang 5,7 độ Richter là trận động đất mạnh nhất và có ảnh hưởng lớn nhất ở Giang Tây trong một thế kỷ. Tâm chấn ở 29,7 độ vĩ Bắc, 115,7 độ kinh Đông, tức là giữa Cửu Giang và Thụy Sương. Trận động đất ở Cửu Giang không phải là đột biến địa chất mà do các hoạt động kiến tạo địa chất bên trong mảng gây ra. Có 314 dư chấn tính đến 16 giờ 30 phút ngày 17, trong đó lúc 9 giờ 25 phút một dư chấn 4,6 độ Richter xảy ra tại huyện Cửu Giang, tâm chấn ở 29,7 độ vĩ Bắc, 115,8 độ kinh Đông. Lúc 10 giờ 42 phút một dư chấn mạnh 3,0 độ xảy ra tại huyện Cửu Giang, tâm chấn là 29,7 độ vĩ Bắc, 115,7 độ kinh Đông. Lúc 12 giờ 53 phút, một dư chấn mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây. Tổng cộng có 12 người thiệt mạng, hơn 8.000 người bị thương ở các mức độ khác nhau, hơn 600.000 người phải di rời và 2,8 triệu người phải đi lánh nạn khẩn cấp. Thiệt hại về tài sản có 18.000 nhà sập, hơn 150.000 nhà hư hỏng. Tỉnh Giang Tây có 5 người chết, 247 người bị thương, hơn 8.000 ngôi nhà bị sập ở huyện Cửu Giang, 7 người chết ở thành phố Ruichang. Trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 50 quận huyện thành phố trong phạm vi Cửu Giang, Nam Xương, Thượng Nhiêu, Phúc Châu, Nghi Xuân, Cảnh Đức, Trấn Cẩm Châu và các thành phố khác. Trong đó, quận Cửu Giang và thành phố Thị Xương bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có tổng cộng 12 người chết do thiên tai, trong đó có 5 người ở huyện Cửu Giang, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây và 7 người ở Thụy Sương, hơn 8.000 người bị thương được cấp cứu khẩn cấp và 600.000 người phải di rời tái định cư. Ở một số huyện, thành phố, thông tin liên lạc, điện, nước bị gián đoạn.
Sau trận động đất, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở tỉnh Giang Tây hết sức coi trọng. Bí thư tỉnh ủy Mạnh Kiến Trụ và tỉnh trưởng Hoàng Chí Toàn đã dẫn đầu các đồng chí có trách nhiệm từ cấp ban ngành liên quan khẩn trương đến khu vực xảy ra thảm họa để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Giám đốc Sở Dân Chính tỉnh Lu Xiaoyu đã dẫn các nhân viên có liên quan đến khu vực thiên tai để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai, đồng thời điều động ngay một loạt lều và mền đến cứu trợ tại khu vực xảy ra thiên tai. Tỉnh Giang Tây đã phân bổ 5 triệu nhân dân tệ và thành phố Cửu Giang đã phân bổ 1 triệu nhân dân tệ để cứu trợ động đất. Tại tỉnh Hồ Bắc có một người chết, thành phố Vũ Hán cảm nhận rõ ràng rung chấn. Trận động đất được cảm nhận ở hầu hết các khu vực và tường của một số tòa nhà bị nứt. Thành phố Wuxi, quận Hiangmei, quận Kinh Chun của thành phố Huanggang, quận Yangxin của thành phố Huangxi, quận Thongshan của thành phố Xianning, quận Jiangxia và quận Jingzhou của thành phố Vũ Hán bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất. Tai nạn dẫm đạp xảy ra trong quá trình sơ tán học sinh ở Yangxin, Kichun và Wuxi. Theo thống kê sơ bộ, trận động đất đã làm một người chết và 87 người bị thương, trong đó có 78 học sinh, 7.580 nạn nhân phải di rời khẩn cấp, 356 ngôi nhà bị sập và 2.485 ngôi nhà bị hư hỏng. Trận động đất cũng làm gián đoạn thông tin liên lạc và cung cấp điện tại một số ngôi làng và thị trấn ở huyện Dương Tân, thành phố Hoàng Thạch. Nhiều dây điện cao thế bị đứt. Sau khi thảm họa xảy ra, tỉnh ủy và chính quyền tỉnh rất coi trọng nó. U Seng Seng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương kiêm Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Lu Kinh Quan đã chỉ đạo các bộ phận liên quan nhanh chóng nắm bắt tình hình động đất, xác minh càng sớm càng tốt và nhanh chóng thực hiện công tác cứu trợ thiên tai. Yu Jianwei, Phó Thống đốc điều hành của chính quyền tỉnh đã dẫn đầu các bộ phận liên quan đến thành phố Wuxi, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận động đất, để chia buồn với những người dân bị ảnh hưởng và chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Thành phố Hoàng Thạch đã khẩn cấp phân bổ 100.000 nhân dân tệ trong quỹ cứu trợ thiên tai và quận Dương Tân đã điều trị y tế miễn phí cho các học sinh bị thương và người dân. Thành phố Wuxi cũng đã đầu tư 150.000 nhân dân tệ vào quỹ cứu trợ thiên tai. Còn ở tỉnh An Huy, tại hạt Shushong cảm nhận rất rõ ràng trận động đất. Thống kê sơ bộ đến ngày hôm qua đã có 32 căn nhà bị sập, trong đó có 26 căn nhà riêng của 14 hộ dân không có thương vong xảy ra. Huyện Đông Di cũng đang tổ chức lực lượng điều tra và phát hiện một số ngôi nhà bị nứt. Trận động đất được cảm nhận ở các khu vực lân cận khác nhưng không có thiệt hại lớn nào được báo cáo. Tại Hồ Nam, nhiều nơi cảm nhận được động đất, tường một số tòa nhà bị nứt. Giang Tô, các tòa nhà dân cư cao tầng ở Nam Kinh cảm nhận được động đất. Một phóng viên của Nhật báo Nam Kinh đã phỏng vấn Zhu Bengang, kỹ sư trưởng của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật thuộc Viện Nghiên cứu Động đất của Cục Quản lý Động đất Trung Quốc qua điện thoại. Theo kỹ sư trưởng Zhu Bengang, về tổng thể, Giang Tây, Hồ Bắc ở phía Bắc Hồ Nam có hoạt động địa chấn tương đối thấp ở Trung Quốc đại lục và một số trận động đất lớn chủ yếu là động đất từ trung bình đến mạnh. Động đất ở những nơi này về cơ bản xảy ra điểm giao nhau giữa phần nâng lên và hạ xuống của địa chấn. Trận động đất mạnh vừa phải này xảy ra giữa Thụy Sương và Cửu Giang là phần nâng lên của núi Cửu Linh. Trận động đất ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, chẳng hạn như Giang Tô và An Huy cảm thấy trận động đất. Zhu Begang, kỹ sư trưởng giải thích, tâm điểm của một trận động đất mạnh vừa phải ở một nơi như vậy không quá sâu, hiện tại không có dữ liệu chính xác về độ sâu, kết quả do cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ đưa ra là 10 km. Một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra giữa Cửu Giang và Thụy Sương thuộc tỉnh Giang Tây. Sóng xung kích của trận động đất lan rộng đến khu vực như Vũ Hán, Hồng Hồ và Ngạc Châu ở tỉnh Hồ Bắc. Các tòa nhà cảm nhận rõ ràng chấn động, tường của một số tòa nhà bị nứt, rung lắc kéo dài khoảng 20 giây. Tuy nhiên, Di Trang, bao gồm cả khu vực dự án Tam Hiệp nằm ở điểm giao nhau của nền tảng Dương Tử và lưu vực Tứ Xuyên và thuộc một mảng địa lý khác với Di Trang. Trận động đất Yu Jiang không có bất kỳ tác động nào đến Yi Chang và toàn bộ Tam Hiệp, các hẻm núi bao gồm cả con đập vẫn an toàn. Li Kanning cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế theo khả năng chống động đất 7 cấp. Hiện tại, toàn bộ khu vực Tam Hiệp đang được giám sát địa chấn chặt chẽ, mật độ và độ chính xác của việc giám sát cao hơn nhiều so với các khu vực thông thường. Khi trận động đất xảy ra tại khu thắng cảnh Lộc Sơn ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, không có thiệt hại do thiên tai nào ngoại trừ sự rung chuyển của các ngôi nhà trong khu thắng cảnh. Danh lam thắng cảnh chỉ cách tâm trấn hàng chục km theo đường thẳng. Khi trận động đất xảy ra, bạn có thể cảm nhận được sự rung chuyển trong phòng, giống như kiểu rung chuyển sau khi bạn mở núi và bắn đại bác. Nhưng nhà dân, đặc biệt là biệt thự trong khu danh lam thắng cảnh vốn rất vững vàng thì không mất mát gì. Hiện nay đang là mùa du lịch trái vụ. Mỗi ngày đón khoảng 2.000 lượt khách du lịch. Khi xảy ra động đất, các danh lam thắng cảnh ngoài trời không có hiện tượng bất thường, không có tảng đá nào lăn xuống.
Vào lúc 9 giờ 36 phút, Cục Động đất Giang Tây đã công bố thông tin chính thức đầu tiên cho cả nước thông qua các phương tiện truyền thông. Sau đó, các cơ quan chính quyền cấp tỉnh có liên quan cũng lần lượt công bố tin tức. Lòng người bất an dần nguôi ngoai. Điều đáng nói là vài phút sau khi Cục Địa chấn tỉnh Giang Tây công bố bản tin, thông tin về trận động đất do Cục Địa chấn Hoa Kỳ đo đạc cũng được chuyển đến Trung Quốc thông qua Internet. Thiểm Tây đã trải qua 5 đợt mưa lớn liên tiếp trên diện rộng, khiến miền Nam Thiểm Tây, Quan Trung và các vùng phía Bắc Thiểm Tây bị lũ lụt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến 5,59 triệu người. Trong đó, 130 người chết và 207 người mất tích do lũ quét, lở núi, lở đất và dòng chảy đá vụn. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp là 19,7 tỷ nhân dân tệ. Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày hôm qua, mưa và lũ lớn đã ảnh hưởng đến 9 thành phố, 78 quận, 1.374 thị trấn và 5,59 triệu người ở tỉnh Thiểm Tây, ngoại trừ thành phố Ngọc Lâm và huyện Dương Lăng. 298.000 ngôi nhà bị sập, 100 người bị thiệt mạng và mất tích, hơn 10.000 người phải chuyển đi khẩn cấp, 4 triệu hecta cây trồng bị ảnh hưởng và 900.000 hecta hoa màu bị mất trắng. 8 quận bao gồm Đông Ba và Bai He, Yunchang và Jinba trong khu vực đô thị của thành phố An Khang bị ngập lụt. Khu đô thị của thành phố Thâm Quyến và các quận như Longxian, Daily và Haiyin bị ngập úng. 15 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề ở Jinba, Laogang, Hanbin, Jinjiang, Longxian, Danfeng và các quận khác bị thiệt hại nghiêm trọng về đất canh tác, nhà cửa, điện, thông tin liên lạc, giao thông vận tải và các cơ sở hạ tầng khác. Các công trình thủy lợi bị hư hỏng nặng, 93 hồ chứa, 69 thủy điện, 3.353 kè, dài 2.212 km, 2.405 công trình cấp nước bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau, 304 kè các loại bị vỡ, diện tích 43,43 km, 1.399 kè, 246 cống và thủy lợi, có 8.186 công trình, 37 trạm đo thủy văn, 2.034 giếng cơ điện, 199 trạm bơm cơ điện, 69 trạm thủy điện và 841 ao đập bị cuốn trôi. Chen Guizhun, Phó Kỹ sư trưởng Sở Tài nguyên nước tỉnh Thiểm Tây cho biết, lượng mưa lớn là nguyên nhân trực tiếp gây ra thảm họa lũ lụt. Địa hình và địa chất là cơ sở vật chất và điều kiện tiềm tàng cho các thảm họa lũ lụt trên núi. Lũ lụt lớn và tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt thấp đối với các sông vừa và nhỏ là nguyên nhân gây ra thiên tai lũ lụt. Sự gia tốc bất hợp lý của các hoạt động kinh tế và xã hội của con người làm trầm trọng thêm sự xuất hiện và thiệt hại của các thảm họa địa chất núi lửa. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa nhiều ngày liên tiếp, cách đây vài ngày, nhiều nhánh sông Hàn và sông Ngụy ở Thiểm Tây đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, nền của một con đường ở huyện Tử Dương, thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây bị sụt lún, nhiều phương tiện bị rơi xuống hố. Vừa qua, trên Weibo chính thức của chính quyền tỉnh Thiểm Tây thông báo rằng, từ mấy ngày trước, lượng mưa trên diện rộng đã xảy ra từ Bắc đến Nam trong tỉnh và mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi trên lưu vực sông Duy Hà và Hán Giang. Nhiều phụ lưu sông Hàn, sông Ngụy đạt đỉnh lũ và vượt lưu lượng cảnh báo. Từ 1 giờ đến 19 giờ ngày hôm qua, có 47 đỉnh lũ tại 39 trạm thủy văn trên 30 sông. Trong số đó, trạm thủy văn Jingjianhe Zhongku đã có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1,37 m vào lúc 5 giờ 50 phút sáng ngày hôm qua. Và trạm thủy văn Yuhe Changgupu có lưu lượng đỉnh lũ vượt mức báo động là 1,76 m vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua. Ngày hôm qua, hai trạm thủy văn trên hai phụ lưu sông Hàn xuất hiện 3 đỉnh lũ vượt mức cảnh báo. Hồ chứa An Khang đã trải qua trận lũ 13.000 m khối trên giây vào lúc 11 giờ ngày hôm qua, trận lũ lớn nhất kể từ mùa lũ năm nay. Hiện tại, lượng mưa vẫn đang tiếp tục và lũ đang tiến dần đến hạ lưu sông Ngụy và sông Hàn. Số liệu quan trắc của các địa phương cho thấy, trên địa bàn tỉnh có 1.500 trạm có lượng mưa lớn hơn 25mm, trong đó có 1.013 trạm có lượng mưa lớn hơn 50mm và 321 trạm có mưa trên địa bàn tỉnh có lượng mưa lớn hơn 100mm, phân bố chủ yếu ở Hán Trung, An Cương, Thượng Lưu, Bao Di, Tây An, Quy Nhơn và những nơi khác. Theo dự báo, chiều tối ngày hôm qua, trên sông Hàn, đoạn An Khang tiếp tục được báo động sau lũ, hạ lưu sông Duy Hà và sông Hoàng Hà tiếp tục lên. Dòng chảy tại trạm Đồng Quản sẽ ở mức 2.000-3.200 m khối mỗi giây. Trong 24-72 giờ tới, đoạn Behi trên sông Hàn có thể tiếp tục xả lũ. Theo CCTV News đưa tin vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày hôm qua, nền móng bị sụt lún và đổ sập ở bên ngoài tỉnh lộ 211 tỉnh Thiểm Tây ở làng Xiên Tao, thị trấn Chengguan, huyện Yijiang, An Khang.
2 ô tô cá nhân, 1 xe công trình và một số máy móc đậu bên trong rơi xuống hố. Theo báo cáo, không có người trong nhà lắp ghép và phương tiện khi vụ sập xảy ra, nên không có thương vong về người. Bắt đầu từ ngày hôm qua, mưa lớn đã xảy ra ở miền Trung và miền Bắc của An Khang, Thiểm Tây và mưa lớn xảy ra ở một số quận. Trong số đó, lượng mưa tích lũy lớn nhất xảy ra tại trạm Yinjiang Yongmu Yunnong đạt 176,9mm. Tính đến 6 giờ ngày hôm qua, có 7.601 người đã được chuyển đến thành phố An Khang và các thảm họa khác vẫn đang được thống kê. Thảm họa lở đất ở quận Yilang, thành phố Giao Tông. Kính thưa quý vị và các bạn, vào lúc 8 giờ sáng ngày 14, một vụ lở đất đã xảy ra tại làng Jophang Village, Heikun, Long Thai, Township, Yilang. Khối lượng lở đất lên tới hơn 10.000 mét khối đã chặn dòng sông nhỏ để tạo thành một hồ chứa. Tất cả các tòa nhà dạy học của trường tiểu học Jophang đều bị chôn vùi. Theo điều tra sơ bộ, 18 học sinh đã bị chôn vùi trong các tòa nhà giảng dạy bị sập. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao học sinh vẫn đến lớp trong ngày nghỉ lễ theo luật định. Trước câu hỏi này, Lee Jong, giám đốc phòng giáo dục huyện Yilang, người đang tham gia cứu hộ tại hiện trường, nói với các phóng viên rằng các trận động đất mạnh 5,7 độ Richter và 5,6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Yilang, thành phố Giao Tông. Trong thời gian cứu trợ động đất, tất cả các trường học đều bị đình chỉ. Đến ngày hôm qua, các trường lần lượt mở lớp trở lại và việc đình chỉ học kéo dài hơn 20 ngày. Để không làm chậm trễ việc học của học sinh sẽ tiếp tục đến lớp trong thời gian nghỉ lễ. Vụ sạt lở đất hơn 10.000 mét khối đã chặn dòng sông nhỏ để tạo thành hồ chắn. Tất cả các tòa nhà giảng dạy của trường tiểu học Jophang đã bị chôn vùi. Theo điều tra sơ bộ, 18 học sinh đã bị chôn vùi trong các tòa nhà giảng dạy bị sập. Hai nông dân gần trường, nhà cửa bị vùi lấp. Cả 3 người của một hộ dân chạy thoát ra ngoài, còn một người của hộ khác bị vùi lấp. Sau thảm họa, thị trấn Long Hai của Yilang đã khẩn trương tổ chức cứu hộ tại chỗ và tất cả người dân ở hạ lưu đã được sơ tán. Huyện ủy Yilang và chính quyền huyện đã khẩn trương đưa ra kế hoạch dự phòng. Thẩm phán huyện Si Bang Yun dẫn đầu các lãnh đạo liên quan và bộ lực lượng vũ trang nhân dân, công an, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát vũ trang, giám sát an toàn, đất đai, giáo dục, y tế, các bộ phận dân sự, các vấn đề về nước và các bộ phận liên quan khác và lực lượng cứu hộ đang gấp rút trên đường đến Long Hai. Các tỉnh, thành, quận, huyện tổ chức hơn 2.000 cán bộ, đội dân quân cấp cứu, hơn 390 công an, cảnh sát vũ trang, cứu hỏa, hơn 400 đảng viên, dân quân biệt kích, hơn 60 nhân viên y tế triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và thiết lập các điểm hỗ trợ y tế tạm thời, đồng thời nhanh chóng huy động 16 máy xúc, máy ủi và các máy móc xây dựng và xe cứu hỏa khác, cùng hơn 10 máy móc các loại để tìm kiếm cứu nạn và khắc phục, sửa chữa loại bỏ các mối nguy hiểm trong mưa. Trên cơ sở đảm bảo an toàn đã tổ chức máy móc, nhân lực tiến hành nạo vét hồ chắn. Hiện phía hồ chắn nước đã cạn nước, mực nước đang rút. Tính đến 6 giờ ngày 15, hơn 800 người ở hạ lưu sông Jophang đã được di chuyển và tái định cư ổn định. Một người bị thương nặng đã được đưa vào điểm y tế tạm thời để cấp cứu, tình trạng ổn định. Hơn 80 cán bộ nông thôn và các sĩ quan chiến sĩ cảnh sát vũ trang đang giữ gìn trật tự tại các trục giao thông huyết mạch và nỗ lực hết sức để đảm bảo giao thông thông suốt. China Southern Power Grid và thị trấn Long Hai đã tổ chức hơn 60 thành viên đội cứu hộ để đảm bảo cung cấp điện bình thường cho các địa điểm thảm họa. Công ty di động cũng đã cử một phương tiện liên lạc khẩn cấp là chiếc xe đi đến điểm thảm họa điện chất để đảm bảo liên lạc thông suốt. Đồng thời, 33 lều cứu trợ, 500 chân màn, 100 áo bông, 300 áo mưa, 200 ô, 1 túi găng tay, 300 đèn pin, 200 đôi giày nước, 130 bình nước suối, 180 mì gói và bánh quy đã được khẩn trương gửi đến cùng các vật liệu khác. Vận chuyển 2 máy phát điện và 2.000 lít dầu diesel đến điểm thảm họa địa chất và phần vật liệu gia cố còn lại sẽ lần lượt được vận chuyển đến điểm thảm họa địa chất. Vào tối ngày 14, Cục Tài nguyên và Đất đai của huyện Yilang, tỉnh Vân Nam đã báo cáo rằng hiện có 547 tai biến địa chất tiềm ẩn trong huyện. Vụ lở đất xảy ra tại tổ dân làng Jophang của làng Jenhe không có cảnh báo trước và nguyên nhân của thảm họa đang được điều tra thêm. Sáng ngày 15, chính quyền nhân dân thị trấn Long Hai báo cáo rằng 18 học sinh đã thiệt mạng trong vụ tai nạn lở đất Y Lương, trong đó có 9 nam và 9 nữ. Theo phòng giáo dục, 18 học sinh bị chôn vùi đều là học sinh của trường tiểu học Trang Ba, bao gồm 10 học sinh lớp 3 và 8 học sinh lớp 5. Sau trận động đất, tòa nhà của trường tiểu học Trang Ba bị hư hại nghiêm trọng và bị phá hủy hoàn toàn, không thể tổ chức các lớp học tại địa điểm ban đầu.
Theo Lu Cai Sun, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Đất đai huyện Chi Lăng, trước trận động đất có 253 tai biến địa chất tiềm ẩn trong huyện. Từ tối ngày 10 đến sáng sớm ngày 11, sau trận động đất kép, Chi Lăng đã hứng chịu một trận mưa xối xả chưa từng thấy trong một thế kỷ qua. Sông Siamisi và các con sông lớn khác và các nhánh sông dâng cao và các thảm họa thiên nhiên như sạt lở đất và lở đá núi đã xảy ra ở các khu vực của quận. Để tận tâm làm tốt công tác điều tra, quan trắc cảnh báo sớm các điểm tiềm ẩn nguy cơ tai biến địa chất, từng điểm tiềm ẩn nguy cơ sẽ được điều tra, triển khai từng điểm một để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Từ hơn 2 tháng nay, huyện Chi Lăng đã tích cực phối hợp với nhóm chuyên gia điều tra khẩn cấp thảm họa địa chất cấp tỉnh và thành phố để kiểm tra 386 tai biến địa chất tiềm ẩn, trong đó có 294 tai biến địa chất mới. Hiện tại có tổng cộng 547 tai biến địa chất tiềm ẩn ở huyện Chi Lăng. Lu Cai tuyên bố rằng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia điều tra khẩn cấp thảm họa địa chất cấp tỉnh và thành phố, quận đã thiết lập và cải cách hệ thống mạng lưới giám sát và phòng ngừa nhóm cho 294 điểm nguy hiểm tiềm ẩn thảm họa địa chất mới được bổ sung, đồng thời làm rõ cụ thể địa điểm và vị trí của từng điểm nguy cơ tiềm ẩn thiên tai địa chất. Hai đỉnh lũ lớn của sông Dương Tử và sông Hàn gần như đồng thời đổ vào địa phận Hồ Bắc. Mực nước của 5 hồ lớn và 1.125 hồ chứa trên địa bàn đã vượt ngưỡng lũ. Hơn 4.000 ngọn đồi, sông suối bị vỡ, dòng chảy xiết. 7 sông lớn vừa và nhỏ vượt mức gia cố đê bao. Mưa chết chóc, thời gian chết chóc, địa điểm chết người. Sáng hôm qua, Zhao Bin, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc kiêm Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh đã bình luận về tình hình kiểm soát lũ lụt hiện nay của sông Hàn. Theo Zhao Bin, lũ sông Hàn thường là lũ mùa thu, nhưng năm nay nó đến sớm và xảy ra cùng lúc với lũ sông Dương Tử. Đã có 2 đợt lũ trên sông Hàn. Đợt 1 chưa rút, đợt 2 đã lên tiếp. Mực nước sông Hàn đang tiến sát mực nước đảm bảo. Đỉnh lũ hiện nay là lớn nhất kể từ năm 1983, tương đương 42 năm mới có một lần. Tình hình rất nghiêm trọng, mực nước cao của 2 con sông đang tấn công và các con sông nhỏ của thành phố có thể đang ở trong tình trạng báo động quá mức. Chun Ya, Phó Thị trưởng Vũ Hán và Phó Chỉ huy điều hành của Bộ Chỉ huy Quốc phòng thành phố cũng chỉ ra, hiện trạng mực nước cao kéo dài tại các hồ, hồ chứa nước sông vừa và nhỏ chưa được cải thiện, hồ gần như mất chức năng điều tiết, tích trữ đối mặt với lũ bên ngoài, úng bên trong. Theo báo cáo, đoạn sông Hàn dài hơn 50 km có hơn 22 khúc cua và 27 đoạn nguy hiểm. Hiện tại các khu vực phát triển kinh tế Hanan, Kandian, Songshan và Vũ Hán nên được chuẩn bị để chuyển dòng trước lũ. Theo báo cáo công tác lũ lụt mới nhất do Cục Quản lý nước Vũ Hán công bố vào chiều hôm qua, vào lúc 14 giờ chiều hôm qua, mực nước của hồ chứa Đan Giang Khẩu là 153,84 m, lưu lượng dòng chảy vào là 25.700 m3 mỗi giây và lưu lượng dòng chảy ra là 6.290 m3 mỗi giây. 2 giờ sau, mực nước dâng lên 154 m, vượt giới hạn lũ 5 m. Cục khí tượng dự báo trong 2 ngày tới có mưa to cục bộ trên dòng chính thượng lưu sông Dương Tử, thượng và trung lưu sông Hàn, hạ lưu sông Dương Tử. Sự phân bố không gian và thời gian của đợt mưa này không đồng đều, cường độ thay đổi, cường độ mưa cục bộ vượt hẳn đợt trước. Trụ sở Phòng chống lũ lụt và Cứu trợ hạn hán tỉnh Hồ Bắc dự đoán rằng hồ chứa Đan Giang Khẩu sẽ có mực nước cao hơn từ 155 đến 158 m vào ngày thứ Bảy tới, vượt qua giới hạn lũ từ 6 đến 9 m. Nếu hồ chứa Đan Giang Khẩu xả nước vượt quá khả năng chịu tải, toàn bộ sông Hàn sẽ rơi vào tình trạng khẩn cấp. Zhao Bin nói, về mặt phân lũ, 3 thành phố Vũ Hán, Tiên Đảo và Siêu Gan phải chuẩn bị cho việc sử dụng khu vực phân lũ Dujatai theo kế hoạch và kè Tian Sinh Ju, Wang Xiong Wan và nhiều kè chắn nước khác phải được xả lũ theo thứ tự và những thời điểm quan trọng. Sạt lở đất ở Lệ Thủy, Chiết Giang, 15 người thiệt mạng, 12 người mất tích. Kính thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 14 Meranti và cơn bão số 17 Meju năm nay, mưa lớn liên tục xảy ra ở Nam Chiết Giang và Tây Nam Chiết Giang. Vào khoảng 17 giờ 28 phút ngày 18, một vụ lở đất đã xảy ra tại ngôi làng thôn Sunkun Changkun, thị trấn Benji, huyện Chui Sang, thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang, cách huyện Sui Trang 37 km. Và khoảng 20 tòa nhà dân cư đã bị phá hủy bởi lở đất và rửa trôi. Tính đến 7 giờ 30 phút ngày 19, tại hiện trường đã giải cứu thành công 15 người, bước đầu xác định còn 26 người mất tích. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông vũ trang đã ngay lập tức triển khai kế hoạch cứu nạn khẩn cấp, lệnh cho đội cảnh sát giao thông vũ trang số 8 nhanh chóng rút 100 quân, mang theo 50 bộ thiết bị dò tìm sự sống, máy bay không người lái, máy xúc lớn và các máy móc thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp khác.
Phó đội trưởng kiêm Cục trưởng Cục Chính trị Yang Hui, quân đội Wang Shengwen, chịu trách nhiệm chỉ huy, chia quân thành hai nhóm và khẩn trương đến hiện trường vụ việc trong đêm, đồng thời khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn, điều tra và loại bỏ rủi ro. Được biết, vụ sạt lở đất đã làm sập hơn 400.000 mét khối, khiến 20 ngôi nhà bị chôn vùi hoàn toàn và 17 ngôi nhà bị ngập. 3 người được cứu sống, 10 người thoát hiểm thành công, 27 người mất liên lạc. Một cán bộ thị trấn đang tổ chức di rời người dân trong khu vực sạt lở. Hơn 1.460 người gần đó đã được chuyển đi trong đêm và 125 người đã được tái định cư và những người bị ảnh hưởng đã được tái định cư phù hợp. Su Gong Hong, một người dân sống sót sau vụ lở đất ở làng Su, nói với giới truyền thông, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải điều khủng khiếp như vậy ở làng Su. Khi vụ lở đất xảy ra, những tảng đá lăn xuống như nước. Theo hồi ức của Sun Yumin, vào khoảng 5 giờ chiều ngày 18, khi đang nấu ăn, anh dẫn theo hai đứa cháu nhỏ và tận mắt chứng kiến một tảng đá lớn rơi xuống, ngay lập tức san bằng cả ngôi nhà. Tôi đã nhanh chóng cùng con trốn thoát và các thành viên trong gia đình tôi đều an toàn, nhưng hơn 2.000 cân gạo đang phơi nắng đều bị vùi lấp. Su Yumin nói, gia đình tôi có 10 mẫu đất và cà tím, mướp đắng và bí ngô, tôi trồng không thể thu hoạch được. Ye Quenxiang, một dân làng 50 tuổi ở làng Su, nói với phóng viên tại khu tái định cư, bữa tối đã sẵn sàng, tôi thấy một hòn đá lớn rơi xuống, nhanh chóng lấy một chiếc túi nhỏ trước khi chạy ra ngoài. Theo các báo cáo, hầu hết những người trẻ tuổi ở làng Su đang đi học hoặc làm việc bên ngoài, trong khi nhiều người già ở nhà, hầu hết người già không biết cách sử dụng các thiết bị liên lạc. Chúng tôi dạy từng người một để giúp họ liên lạc với gia đình. Jin Shuping, nhân viên trang trí tại trung tâm bảo trì Sui Chang của China Mobile cho biết. Vào lúc 9 giờ tối ngày 18, Jin Shuping vội vã đến làng Beijing để lắp đặt thiết bị khẩn cấp di động cho dân làng tại khu tái định cư. Tín hiệu hiện tại ổn định và có thể được sử dụng cùng một lúc cho dân làng tại khu tái định cư. Zhou Wenbin, phó giám đốc ủy ban thôn của làng Beijing, cho biết nhà văn hóa có 50 tấm màn và 23 chiếc giường gỗ đơn giản cho các nạn nhân và quán ăn tự phục vụ của làng đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn và đồ uống. Các nhân viên của thị trấn và làng đang làm nhiệm vụ theo ca để đảm bảo rằng những người dân làng bị ảnh hưởng có thể nghỉ ngơi. Đến trưa ngày 19, hơn 100 dân làng đã có chỗ ở đàng hoàng tại các phòng trong nhà văn hóa của làng Beijing. Có hơn 700 dân làng ở làng Su, cách huyện Sui Chang 37 km. Phóng viên được biết tại nơi xảy ra vụ việc, do địa hình đồi núi, điều kiện địa chất phức tạp, khắc nghiệt, cộng với việc hai cơn bão nối tiếp nhau đổ bộ nên các khu vực mưa lớn chồng chéo lên nhau. Hình thành hồ chắn sóng tại khu vực bị sập khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, 1.460 người đã được di chuyển khỏi khu vực đầu nguồn Tao Si, nơi xảy ra vụ sạt lở đất và công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành. Sau thảm họa, một đội cứu hộ gồm hơn 400 người từ cảnh sát vũ trang địa phương, công an, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, đất đai, thủy lợi, điện, viễn thông, di động, giao thông vận tải, y tế ở Chiết Giang vội vã đến trợ giúp Sui Chang. Sui Chang đã thành lập 8 nhóm công tác đặc biệt bao gồm cứu hộ khẩn cấp và cứu hộ y tế, dốc toàn lực thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn. Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 4 hải cốt, còn 23 người mất tích. Ngoài ra, trung tâm chỉ huy tạm thời ở Suncun Cultural Auditorium đã sẵn sàng triển khai kế hoạch giải cứu tiếp theo. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Chiết Giang, do ảnh hưởng của bão Caspis, tính đến 7 giờ 30 phút tối nay, lượng mưa trên bề mặt huyện Sui Chang Lệ Thủy trong 24 giờ qua lên tới 101,4mm, mức mưa bão lớn. Trong đó, lượng mưa trên diện tích 6 giờ qua cao tới 48,8mm. Phóng viên được biết do tầm nhìn tốt và khả năng hiển thị cao vào ban ngày, lực lượng cứu hộ liên quan sẽ tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm và cố gắng tìm kiếm thêm những người mất tích. Cảnh sát vũ trang và lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang đẩy nhanh công tác dọn dẹp con đường dẫn vào hồ chắn sóng, cố gắng thông đường trước đêm để thuận lợi cho việc vận chuyển máy móc cỡ lớn. Nhưng vụ lở đất đã tạo ra một hồ nước có rào cản và mực nước dâng cao nhanh chóng đe dọa hoạt động cứu hộ và ngăn cản hoạt động của các thiết bị cứu hộ quy mô lớn. Khó khăn trong công tác cứu hộ chủ yếu thể hiện ở khối lượng sạt lở tương đối lớn. Theo các chuyên gia, ngày hôm qua, khu vực sạt lở rộng hơn 400.000 m2, lớp đất che phủ tương đối dày, áp lực và độ khó mở tương đối lớn. Ngoài ra, hai ngày qua trời mưa rất to, đội gặp khó khăn không nhỏ. Đường vào thành phố tương đối bất tiện, máy móc lớn vừa vận chuyển lên sẽ gây ùn tắc. Trước những khó khăn đó, trung tâm chỉ huy tạm thời cũng đang tích cực đàm phán để đảm bảo hiệu quả cứu hộ.
Sau khi thảm họa xảy ra, thành phố Lệ Thủy và huyện Suy Trang đã nhanh chóng triển khai ứng phó cấp 1 với các thảm họa địa chất đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời thành lập ngay trụ sở cứu hộ với 10 tổ công tác đặc biệt để phối hợp toàn diện, cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, cứu hộ y tế. Được biết, đội cứu hỏa thành phố Lishui đã ngay lập tức điều động 6 xe cứu hỏa cùng 44 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường cứu hộ. Đồng thời, 19 xe cứu hỏa, 102 cán bộ chiến sĩ cứu hỏa cùng 5 chú chó tìm kiếm cứu nạn từ Ôn Châu, Khu Châu và Kim Hoa lao đến hiện trường để tiếp viện. Cho đến nay, 15 trong số 27 người mất tích đã được tìm kiếm và cứu nạn và được xác nhận là đã thiệt mạng, 12 người vẫn đang mất tích. Hiện công tác cứu nạn vẫn đang được khẩn trương tìm kiếm. Trong bước tiếp theo, Ban Chỉ huy ứng cứu sạt lở đất Thôn Su sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để làm tốt công tác cứu hộ khẩn cấp, hỗ trợ tái định cư cho gia đình các nạn nhân và người dân bị ảnh hưởng, tái thiết sau thiên tai, điều tra và khắc phục những mối nguy hiểm tiềm ẩn của các tai biến địa chất. Thưa quý vị, vào ngày 15, một vụ lở đất khác ở thị trấn Khong San, huyện Thông Giang, thành phố Bayong đã được đưa trên Internet và có người mất liên lạc. Video cho thấy một ngôi nhà bị sập tại hiện trường và một máy xúc đã vào hiện trường để giải cứu. Vào ngày 16, phóng viên bản tin Sao Đỏ được biết từ cơ quan chính quyền địa phương rằng 5 người mất liên lạc trong vụ lở đất đã được tìm thấy và đã chết. Được biết, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, lượng mưa tích lũy ở thị trấn Khong San đạt 544,6mm, một điểm giám sát thiên tai phi địa chất tại Huijaba, Esher, làng Ufu, thị trấn Khong Sa bất ngờ sạt lở đất vào khoảng 15h40 phút ngày 15. Còn phần thân đất đá sạt lở đã lao qua thung lũng và đường giao thông khiến 15 căn nhà của 6 hộ dân phía đối diện bên sườn núi bị vùi lấp, 5 người mất liên lạc. Sau thảm họa, huyện Thông Giang đã ngay lập tức đưa ra kế hoạch khẩn cấp về thiên tai và tổ chức các lực lượng cứu hộ có liên quan để thực hiện công tác cứu hộ. Các lãnh đạo tỉnh và thành phố liên tiếp ban hành chỉ thị, lãnh đạo chính của thành phố và quận nhanh chóng đến địa điểm sạt lở đất, chỉ huy và điều động lực lượng cứu hộ xung quanh dốc hết sức mình để giải cứu. Trong công tác cứu nạn, tổng cộng 6 đội cứu nạn khẩn cấp, 5 máy xúc, 4 xe cứu hỏa, 3 xe hỗ trợ y tế đã được huy động tham gia cứu nạn khẩn cấp. Tính đến 22 giờ 30 phút ngày 15, công tác cứu nạn khẩn cấp đã cơ bản hoàn thành, di dời tổng cộng 28 người đến nơi an toàn, nạo vét 46 mét lòng sông, di chuyển hơn 3.520 mét vuông đất đá vùi lấp nhà cửa. Vụ sạt lở đất khiến 15 nhà bị vùi lấp, 5 người mất liên lạc bị sạt lở vùi lấp và tử vong. Hiện tại, hậu quả của các nạn nhân đang được xử lý ổn thỏa và tất cả những người được chuyển đến đã được tái định cư một cách hiệu quả và công tác liên quan đến hậu quả vẫn đang được tiến hành. Tại Trung Quốc gần đây đã phải hứng chịu những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chiết Giang, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Giang Tây, Phúc Kiến và thậm chí cả Thượng Hải đã hứng chịu đợt nắng nóng liên tục trong một tháng. Chujiahui ở Thượng Hải trải qua nhiệt độ cao 40,9 độ, thậm chí hiếm khi xảy ra ở Thâm Quyến. Một thanh niên 32 tuổi bị say nắng nặng vẫn đang hôn mê trong bệnh viện. Tuy nhiên, cùng thời điểm với các trường hợp tử vong do nắng nóng được báo cáo ở một số khu vực, Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây và những nơi khác đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt, giết chết ít nhất 15 người và ảnh hưởng đến 40.000 người. Mặc dù hiện tại thời tiết nắng nóng đã dịu bớt, nhưng dự báo thời tiết cho thấy sẽ có một đợt nắng nóng mới vào ngày hôm nay. Khí hậu cực đoan sẽ tiếp tục, nó gần như có thể phơi bày mọi người dưới ánh nắng nóng chảy và nhiệt độ cao trong xe sắp hỏng. Các đợt nắng nóng gần đây tiếp tục ập đến nhiều tỉnh và thành phố ở Trung Quốc đại lục, bao gồm Chiết Giang, Hồ Bắc, Trung Khánh, Giang Tây, Phúc Kiến và những nơi khác. Hôm qua tại Chujiahui, Thượng Hải có nhiệt độ cao 40,9 độ. Uyui, quan chức chính của Cục Khí tượng Thượng Hải cho biết, trong lịch sử, trong số các kỷ lục trên 40 độ, nó có thể đứng thứ 3 nhưng thời gian xuất hiện thì vượt xa. Ra đường, người đi đường thì dùng ô, kẻ thì mặc áo khoác, nhưng dù có dùng kem chống nắng đến đâu cũng khó cản được đợt nắng nóng. Người dân Thượng Hải cho biết, tôi không thường ra ngoài vào ban ngày, vì vậy tôi chỉ biết bên ngoài trời nóng. Hôm nay tôi đi ra ngoài và tôi đã đi vào buổi sáng. Tôi muốn nói rằng trời mát hơn một chút, nhưng nó thực sự nóng và đeo khẩu trang thật ngột ngạt. Chỉ cần đeo khẩu trang thôi là đã nóng không thể chịu nổi, mà chúng còn kinh khủng hơn. Nhân viên tại trạm kiểm tra PCR Thượng Hải cho hay, quần áo này nóng đến mức bạn không muốn mặc. Bạn thấy đấy, tôi không bao giờ mang quần áo khô cả ngày. Thật nhàm chán và đầu tôi choáng váng. Để chống lại cái nóng, các nhân viên của trạm thử nghiệm đã làm nhiều thủ thuật khác nhau. Từ miếng dán mát lạnh trên trán đến những chai nước đông lạnh buộc quanh thắt lưng, nhưng chúng vẫn không phù hợp với cái nóng oi bức và một số tình nguyện viên đã ngất xỉu vì say nóng.
Ngoài ra, thỉnh thoảng đã có báo cáo cho rằng những người làm việc ngoài trời hoặc người già phải chờ đợi ở những nơi có hệ thống thông gió kém trong thời gian dài đã được đưa đến bệnh viện để sơ cứu, thậm chí tử vong vì nắng nóng. Có một người đàn ông 32 tuổi ở Thâm Quyến bị say nắng nặng và vẫn hôn mê. Hoàng Sì Phàng, bác sĩ bệnh viện trực thuộc Đại học Tế Nam Quảng Đông cho biết anh ấy đang làm việc và đang sắp xếp các nhân viên chuyển phát trong kho. Có thể không gian trong nhà kho tương đối kín, điều kiện thông gió không tốt và anh ấy cũng béo nên khả năng điều hòa thân nhiệt còn kém hơn. Các chuyên gia cảnh báo đột quỵ do nhiệt độ cao gây ra sẽ làm rối loạn nghiêm trọng chức năng điều nhiệt của cơ thể, có thể dẫn đến tổn thương các cơ quan thần kinh. Tỷ lệ tử vong chung có thể lên tới 50%, người cao tuổi có thể lên tới 80%. Hoàng Sì Phàng, bác sĩ tại bệnh viện trực thuộc Đại học Tế Nam Quảng Đông cho biết, nó sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng đột ngột. Tuy nhiên, trong khi một phần đất liền của Trung Quốc đang bị đun sôi ở nhiệt độ cao, thì một phần đất khác của Trung Quốc đang bị ngập trong lũ lụt. Tứ Xuyên, Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Đông và thậm chí cả Vũ Hán, Hồ Bắc đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong những ngày gần đây. Một cư dân Vũ Hán cho biết đây có phải là phim không? Trời mưa to quá, ở Vũ Hán mưa to như vậy từ khi nào vậy? Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 10 người mất tích do mưa liên tục gây ra lũ lụt và sạt lở đất. Một cư dân Tứ Xuyên cho biết lũ đến quá nhanh, 2-3 phút là nước đã lên. Một số người dân chứng kiến khoảnh khắc xúc động khi phóng xe né đoạn sạt lở. Họ nhắc nhở nhau, nhanh lên, chiếc xe màu trắng kia, nhanh lên. Một số tài xế may mắn thoát khỏi luồng đất đá từ trên trời rơi xuống. Cũng có tài xế bị dòng đất đá lật úp, cả người bị kẹt trong lớp bùn vàng. Wang Qiang, cư dân Tứ Xuyên cho hay, lúc đó tôi không nghĩ gì cả, tôi chỉ muốn cứu người, nhưng khi về đến nhà tôi thực sự cảm thấy hơi sợ hãi vì tôi sợ sẽ xảy ra lở bùn lần thứ hai. Một số tài xế bị kẹt trong nước lũ vì lên quá nhanh, may mắn thay, cảnh sát đi ngang qua đã nhìn thấy điều này và nhanh chóng lái một chiếc xuồng vào phút cuối cùng. Hai người bị mắc kẹt đã được giải cứu từ phía sau xe lên xuồng để thoát ra khỏi bẫy. Các chủ xe ở Sơn Tây đã không may mắn như vậy và chỉ biết đứng nhìn lũ nuốt chửng xe của mình. Tổng cộng ít nhất 40.000 người bị ảnh hưởng bởi đợt lũ lụt này và hàng nghìn người đã phải sơ tán. Nhưng trong thời tiết khắc nghiệt này, khi tất cả mọi người đều tất bật vào nơi trú ẩn, thì người dân ở một số vùng có dịch vẫn xếp hàng dài trên đường đi xét nghiệm. Hiện lũ ở các nơi đã rút dần nên nhiệt độ cao cũng giảm nhẹ. Nhưng Zuru, một quan chức của Cục Khí tượng Thượng Hải cho biết, bắt đầu từ thứ Tư nhiệt độ cao cận nhiệt đới đã mạnh trở lại. Và chúng tôi chuẩn bị bắt đầu đợt nhiệt độ cao liên tục thứ hai, nhưng cường độ lần này không mạnh như trước. Động đất gây lở đất ở Giang Tây. Kính thưa quý vị, theo trang web của Bộ Nội vụ, vào lúc 8 giờ 49 phút ngày 16 tháng 11, một trận động đất mạnh 5,7 độ Richter đã xảy ra giữa Cửu Giang và Thụy Xương thuộc tỉnh Giang Tây. Tâm chấn ở độ 29,7 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông. Trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở thành phố Cửu Giang, thành phố Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, thành phố Vũ Hán, thành phố Hoàng Cương, thành phố Hoàng Thạch thuộc tỉnh Hồ Bắc và huyện Xu Song thuộc tỉnh An Huy. Tính đến 11 giờ ngày 17 tháng 11, trận động đất đã khiến tổng cộng 13 người thiệt mạng, hơn 8.000 người bị thương ở các mức độ khác nhau, hơn 600.000 người phải di dời và tái định cư, 2,8 triệu người phải sơ tán tạm thời, 18.000 ngôi nhà bị sập, hơn 150.000 ngôi nhà bị hư hại. Điện, thông tin liên lạc và cấp nước đô thị ở một số quận và thành phố đã từng bị gián đoạn. Sau trận động đất, theo kế hoạch cứu hộ khẩn cấp thiên tai quốc gia, Bộ Dân chính đã ngay lập tức triển khai ứng phó 4 cấp độ và cử một nhóm công tác đến khu vực bị động đất để tìm hiểu tình hình thiên tai, gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và hướng dẫn công tác cứu trợ thiên tai. Nhóm công tác đã đến tuyến đầu của khu vực thảm họa ở Ruchang vào chiều ngày 16 và bắt đầu làm việc ngay lập tức. Bộ Dân chính đã khẩn cấp phân bổ 6.300 chiếc lều đặc biệt để cứu trợ thiên tai cho vùng thiên tai vào ngày hôm qua. Tính đến 11 giờ sáng hôm nay, 3.000 chiếc lều đã đến vùng thiên tai, số còn lại sẽ được chuyển đến vào buổi tối. Để giúp các vùng bị thiên tai thực hiện công tác cứu trợ thiên tai, Bộ Dân chính cùng với Bộ Tài chính đã phân bổ 10 triệu nhân dân tệ quỹ cứu trợ khẩn cấp cho các vùng bị thiên tai ở Giang Tây ngày hôm nay. Hiện tại, chính quyền các cấp và các ban ngành dân sự ở các khu vực bị thiên tai thực hiện hệ thống trực 24/24 giờ và các bộ phận liên quan cam kết thực hiện đầy đủ công tác cứu trợ thiên tai. Tại thành phố Thụy Xương và huyện Cửu Giang, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, nguồn điện, thông tin liên lạc và cấp nước đô thị bị gián đoạn, về cơ bản đã được khôi phục, trật tự xã hội khu vực thiên tai tốt, tâm trạng của các nạn nhân cơ bản đã ổn định. Thị trấn Long Ping, thành phố Suzhou, tỉnh Hồ Bắc, cách tâm chấn động đất Cửu Giang khoảng 50 km, là thị trấn có thương vong nặng nề nhất và nhà cửa bị sập nhiều nhất ở tỉnh Hồ Bắc.
Theo số liệu Cục Dân Chính USUE công bố vào trưa ngày hôm qua, trận động đất đã có 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương trong thành phố, có 205 ngôi nhà bị sập trong thành phố, 75 hộ gia đình bị ảnh hưởng, 497 hộ gia đình bị hư hại hoàn toàn và 965 hộ gia đình bị hư hại nhẹ, thiệt hại kinh tế là 7,26 triệu nhân dân tệ. Trong đợt đầu tiên của trận động đất ngày hôm qua, một bà lão nông dân 73 tuổi ở thị trấn Long Ping, thành phố USUE, gần Cửu Giang đã bị một viên gạch từ mái nhà rơi trúng trán và không may tử vong. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền tỉnh và thành phố rất coi trọng. Và U Jiewei và Zhang Zhejiao, thị trưởng thành phố USUE, Wang Qianjin, phó bí thư thành ủy cùng các quan chức phụ trách công an và dân sự đã đến chia buồn với gia đình người quá cố và gửi 800 nhân dân tệ chia buồn. Theo báo cáo đặc biệt về thảm họa giáo dục của Sở Giáo dục tỉnh Hồ Bắc ngày hôm qua, một vụ dẫm đạp đã xảy ra ở một số trường tiểu học và trung học bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Giang Tây. Khi trận động đất xảy ra, 580 học sinh của trường trung học thị trấn Phu Tu, huyện Yangtze đang ở trong lớp, 21 người bị thương nặng. Hiện tại, tất cả các học sinh bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Yangtze và Bệnh viện số 3 Yangtze. 28 học sinh từ 5 trường trung học cơ sở ở Kichun bị thương do bị đè trong quá trình sơ tán, trong đó 16 học sinh bị thương nhẹ đã được xuất viện sau khi điều trị và 12 học sinh ở lại bệnh viện để theo dõi. 28 học sinh từ 2 trường trung học cơ sở ở thành phố USUE đã bị nghiền nát và bị thương trong quá trình sơ tán. Sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo chính quyền địa phương đã khẩn trương đến hiện trường tổ chức cứu hộ. Sở Giáo dục tỉnh đã cử 2 tổ công tác đến 3 điểm trên để chỉ đạo khắc phục hậu quả động đất. Trong lịch sử, Giang Tây đã từng xảy ra nhiều trận động đất, trong đó có nhiều trận động đất từ 5,5 độ Richter trở lên, lớn nhất là trận động đất hồi xương 6,0 độ Richter vào năm 1806. Năm 1911 cũng xảy ra một trận động đất như vậy với cường độ 5,0 độ Richter gần Cửu Giang, và năm 1361, một trận động đất với cường độ 5,5 độ Richter xảy ra ở Tế An, phía nam núi Cửu Linh. Năm 319 sau Công Nguyên, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter cũng xảy ra ở phía tây Tế An. Nhìn chung, loại động đất này là một trận động đất có cường độ vừa phải, tức là một trận động đất mạnh vừa phải. Trong số đó, những năm gần đây, các hoạt động địa chấn ở Nam và Bắc Giang Tây tương đối sôi động. Ngày 2 tháng 8 năm 1987, một trận động đất 5,5 độ Richter xảy ra ở Unsu phía Nam Giang Tây, một trận động đất 4,9 độ Richter khác xảy ra ở ngã ba của ba huyện bao gồm Chang, Zhujiang và Jiang. Trận động đất lớn nhất ở Giang Tây trong những năm gần đây xảy ra vào năm 1987. Vào thời điểm đó, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter ở huyện Ushu, đây là trận động đất có cường độ lớn nhất kể từ năm 1949, và nó không có sức tàn phá lớn. Một trận động đất lớn đã xảy ra tại ngã ba Hồ Bắc và Trùng Khánh vào năm 1865, tạo thành một con đập tự nhiên hiện được mở ra như một công viên địa chất tên là Công viên Xiaonanhai. Vào lúc 23 giờ 20 phút ngày 10 tháng 9 năm 2011, một trận động đất mạnh 4,6 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba thành phố Thụy Xương, tỉnh Giang Tây và huyện Dương Tân, tỉnh Hồ Bắc. Theo báo cáo của người phát ngôn Cục Động đất Giang Tây vào sáng ngày 11 cho biết, cho đến nay không có dư chấn lớn nào xảy ra. Phó tỉnh trưởng Giang Tây Xie Ru đã vội vã đến khu vực động đất để xoa dịu quần chúng. Các trạm địa chấn di động đã được thiết lập trong trận động đất khu vực để theo dõi chuyên sâu và chính xác hơn về động đất, tâm chấn và độ sâu tiêu điểm có thể được điều chỉnh. Vào lúc 21 giờ 29 phút ngày 17 tháng 11, một trận động đất mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra tại huyện Cửu Giang, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, tâm chấn ở 29,7 độ Vĩ Bắc, 115,7 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 6 km. Tâm chấn cách huyện Cửu Giang 21 km, cách thành phố Cửu Giang 27 km và cách thành phố Nam Sương 119 km. Đêm hôm đó, cơ quan quản lý động đất Giang Tây đã triển khai ứng phó cấp độ 3 và cử một đội tại chỗ đến tâm chấn vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 18. Sau khi tìm hiểu sơ bộ, trận động đất được cảm nhận rất mạnh vào thời điểm đó, không có thương vong và không có thiệt hại rõ ràng về nhà cửa. Sau khi điều tra, trận động đất được cảm nhận rõ ràng ở huyện Cửu Giang và thành phố Thụy Xương. Tại thành phố Cửu Giang, ngoại trừ Shinsui và Penji, không có báo cáo về thông tin cảm giác động đất. Các quận và huyện khác trong thành phố Cửu Giang đều có báo cáo về cảm giác động đất. Những chấn động nhỏ được cảm nhận ở Nam Sương, Trấn Cảnh Đức, Thượng Nhiêu và một số khu vực của Nghi Xuân. Được biết, sau trận động đất xuất hiện tin đồn động đất 6,1 độ Richter ở một số khu vực nhỏ, Cục Quản lý Động đất tỉnh Giang Tây, thành phố Cửu Giang, huyện Cửu Giang và Cục Phòng chống động đất và giảm nhẹ thiên tai thành phố Thụy Xương đã nhanh chóng triển khai công tác ứng phó với tin đồn và phát hành nó thông qua các trang web, Weibo và các phương tiện truyền thông khác để trả lời các câu hỏi của công chúng.
Từ sáng sớm ngày hôm qua, từ Châu sang Tô đã xảy ra mưa lớn, nhiều nơi tích tụ nước nghiêm trọng, nước mưa tràn vào gara, đường lái xe biến thành sông, nhiều phương tiện bị ngập. Tuyến metro số 2 ga thành phố Khoa học và Công nghệ đã tạm thời đóng cửa do lượng nước tích tụ bên ngoài nhà ga. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông trên đất liền, đài quan sát khí tượng từ Châu ở Giang Tô đã nâng cấp và đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày hôm qua. Dự báo trong 6 giờ tới sẽ có lượng mưa hơn 200mm tại các huyện Gulu, Yunlong, Quan San District Economic Development District, Post Affair District và một số thị trấn, đường phố ở huyện Thông San và huyện Jiwang, thời tiết đối lưu mạnh như dông cấp 10 và gió giật mạnh. Mặc dù cảnh báo đỏ đã được dỡ bỏ, đài quan sát khí tượng từ Châu cho biết có thể xuất hiện các cơn dông rải rác. Trên thực tế, từ sáng sớm ngày hôm qua, từ Châu đã hứng chịu lượng mưa lớn và có ít nhất 24 đoạn bị ngập nước trong khu đô thị, chẳng hạn như tháp chống đường hầm Bắc Trung Sơn, đường hầm Bạch Vân, đường chui Xian Dian, đường chui Yên Long Yi Xin, đường hầm Chu Quang Linh, giao lộ Cha Pen Vành Đai 3, đường Tam Sơn, đại lộ Hồ Côn Lôn, khu phát triển đường sắt cao tốc South Station, đường ngầm Susan của quận Cảng cũng như đường ngầm Shijisan. Tập đoàn tàu điện ngầm Từ Châu đã đưa ra thông báo lúc 7 giờ 30 phút sáng rằng do lượng mưa lớn, nước bên ngoài ga thành phố Khoa học và Công nghệ tuyến số 2 Từ Châu nước dâng cao nên nhà ga tạm thời đóng cửa để tạm dừng các dịch vụ bên ngoài. Tài khoản Weibo chính thức của China Railway Shanghai Peru Group Company Limited thông báo rằng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, do ảnh hưởng bởi trận mưa lớn ở Từ Châu, đoạn giữa Maokun và Ligu trên đường sắt Bắc Kinh Thượng Hải đã tạm thời bị phong tỏa. Mãi đến 7 giờ 55 phút, đoạn tuyến đường sắt Bắc Kinh Thượng Hải gần Từ Châu bị phong tỏa vẫn chưa hoạt động trở lại. Các chủ đề liên quan đến nó, chẳng hạn như mưa lớn ở Từ Châu, nằm trong danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu ở Trung Quốc đại lục. Tình trạng nước ngập úng nghiêm trọng cũng xảy ra ở một số cộng đồng và đoạn đường ở Từ Châu. Đoạn video cho thấy đường phố là sông, nước sắp ngập biển quảng cáo bến xe, xe đạp đậu bên lề ngập chìm trong nước, một số lượng lớn phương tiện bị nhấn chìm, xe buýt lưu thông trên đường như một chiếc thuyền đang bơi. Và mấy ngày trước đó, Thạch Gia Trang, Hà Bắc đã hứng chịu một trận mưa lớn, nhiều đoạn đường bị ngập nước nghiêm trọng, nhiều ô tô bị ngập và trôi trong dòng nước. Ở một đoạn cầu, nước mưa từ trên cầu đổ xuống như một thác nước. Theo báo cáo toàn diện lúc 8 giờ sáng, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hà Bắc thông báo, theo số liệu thống kê về khí tượng thủy văn có tổng số 8.826 trạm, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay, có 6.100 trạm ở hầu hết các khu vực của tỉnh Hà Bắc có lượng mưa lớn. Trong đó, có 215 trạm ở Nam Trương Gia Khẩu, Nam Bảo Định, Trung và Nam Thạch Gia Trang, Khang Du và Bắc Hành Thủy với hơn 180mm. Lượng mưa ở khu vực đô thị chính của Thạch Gia Trang nằm trong khoảng từ 84mm đến 156,2mm và vườn Tử Đinh Hương lớn nhất là 219mm. Theo báo cáo, nhiều đoạn đường ở cầu ngầm ở Thạch Gia Trang đã bị ngập nước nghiêm trọng và nhiều phương tiện bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Hiện tại, 22 cây cầu đường hầm đã bị ngập ở khu đô thị Thạch Gia Trang phải ngừng hoạt động trước chợ hải sản Đông Hao. Nhiều ô tô bị ngâm trong nước lũ. Tại đường Vành Đai 2 phía đông của đường Hoài An ở thành phố Thạch Gia Trang, nước mưa từ trên cầu đổ xuống giống như một thác nước. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy, nước trên cầu chui vào cầu ở Thạch Gia Trang rất sâu, một số ô tô bị ngâm trong nước giữa đường. Một số người dân đi xe đạp điện nước ngập ngang lưng. Rạng sáng ngày hôm nay, một bức tường ở đoạn qua ga đường sắt ở huyện Jinxing, Thạch Gia Trang bị sập xuống, khiến nhiều ô tô bị đập trúng và hư hỏng nặng. Ngày hôm nay, chủ đề Hà Bắc mưa xối xả nằm trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Người dân địa phương chỉ trích chính quyền cho rằng cứ mưa là nước lại ngập và hệ thống thoát nước của địa phương quá kém. Một cư dân mạng ở Hà Bắc nói, hàng năm đến mùa mưa, trời cứ mưa to là Thạch Gia Trang bị ngập lụt, hệ thống thoát nước kém đến mức tôi không thể còn lời nào để mô tả về nó. Sau bao nhiêu năm, nó vẫn không được cải thiện. Tôi đã ở đây nhiều năm như vậy mà tôi chưa bao giờ thấy nước sâu và nhiều như vậy. Đây là lần đầu tiên, thật là sốc. Mỗi trận mưa lớn đều bị ngập nước như thế này. Một vấn đề chung ở nhiều thành phố đó là vấn đề thoát nước đô thị đã không được cải thiện chút nào trong vài thập kỷ qua. Từ đường ngõ phố ra bến xe buýt, nước ngập sâu đến mức đưa chân lên xe điện, nước ngập qua mắt cá chân, sâu đến nửa bắp chân. Khu đô thị quận Tây An, thành phố Khang Du đã bị phong tỏa. 11 giờ sáng ngày hôm nay mực nước vẫn cao như vậy. Hệ thống thoát nước tại đây đã được xử lý rồi. Nhưng mỗi khi trời mưa nước lại ngập úng. Đây là con đường mới sửa chữa chưa thông xe, nhưng hệ thống thoát nước vẫn kém quá.
khi Trùng Khánh và Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao và cháy rừng, mưa bão Hà Bắc khiến người dân Tứ Xuyên và Trùng Khánh đều ghen tị. Họ đều nói, hãy cho một số điểm mưa ở Tứ Xuyên và Trùng Khánh, hãy chỉ cho người dân của Tứ Xuyên và Trùng Khánh có mưa, bây giờ người dân chúng tôi ở đây mong có thể có nước và điện. Sạt lở đất ở Thanh Hải. Kính thưa quý vị, hôm qua vào khoảng 1 giờ 05 phút sáng, tại làng Hồng Gia, thị trấn Weiwan, huyện Huju, Hải Đông, Thanh Hải đã xảy ra một vụ lở đất thiên tai đã khiến tổng cộng 18 người mắc kẹt, trong đó có 14 người thuộc 3 hộ gia đình và 4 nhân viên. Những thành viên đang tổ chức vận chuyển quần chúng đã bị thiệt mạng. 14 người đã chết sau khi nỗ lực cứu hộ thất bại và 2 người còn lại đang được tìm kiếm và giải cứu bằng mọi nỗ lực. Chính quyền địa phương đã ngay lập tức thành lập một khu tái định cư tạm thời tại Ủy ban làng Hồng Gia và việc tái định cư cho những người bị ảnh hưởng đang được tiến hành. Hiện tại, 55 lều đã được dựng lên tại các địa điểm cứu trợ thiên tai tạm thời và 474 người đã được tái định cư. Tại hiện trường, phóng viên chứng kiến các phương tiện vận chuyển vật tư tiếp tục chạy vào Ủy ban thôn. Người dân trong thôn cũng xếp hàng nhận vật tư dưới sự hướng dẫn của cán bộ. Điều này được hiểu rằng ngoài cấp vật liệu do chính phủ cung cấp, còn có các doanh nghiệp chăm sóc địa phương và dân làng xung quanh quyên góp một cách tự phát các nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, mì, dầu và rau. Jang Zhongman, thị trưởng thị trấn Weiwan, huyện Huju, thành phố Hải Đông, tỉnh Thanh Hải cho biết nhiều công ty quan tâm đã gửi đồ tiếp tế, đầu bếp, nhà hàng và dân làng xung quanh cũng đã chủ động đến đây để giúp nấu ăn. Hiện trong số 18 người được ứng cứu, trong đó có 4 người tình hình sức khỏe hiện đã tạm ổn định, 3 người vừa được giải cứu và đang được cấp cứu tại bệnh viện, 9 người đã tử vong sau khi giải cứu bất thành, 1 người còn lại đang được lực lượng chức năng tìm kiếm và giải cứu. Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày hôm nay, 2 người mất tích cuối cùng trong thảm họa thiên nhiên lở đất ở huyện Huju đã được tìm kiếm và giải cứu. Sau khi kiểm tra y tế thì họ thực sự đã thiệt mạng. Vào ngày 11, một vụ lở đất khác đã xảy ra tại khu danh lam thắng cảnh Jigunggu của thành phố Jiwan và một số lượng lớn đá đổ vào khu vực dịch vụ của danh lam thắng cảnh. Theo anh Ju, một du khách đến từ khu thắng cảnh Cửu Trại Châu, anh và người bạn từ Trịnh Châu đến đây vào ngày hôm qua. Hôm nay đá đã chặn đường về nhà, con đường đi về hướng Sơn Tây cũng bị lũ cuốn trôi. May mắn thay, chỉ có một vụ sạt lở đất trên đường trong khu danh lam thắng cảnh sau khi tạnh mưa vào lúc 12 giờ trưa nay. Anh ấy đã đi bộ 10 km trong 5 giờ và về được bằng cách lội qua dòng nước và đất đá. Đối với mưa lớn ở nhiều nơi, CCTV cũng đưa ra một bản tóm tắt về cách phòng ngừa với 3 từ đóng, lách và di chuyển. Cụ thể, trong nhà đóng hết mức có thể các cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời tắt điện kịp thời nếu nước tràn vào nhà. Ngoài trời, đi bộ lách quanh cầu và tránh các lối đi ngầm và lái xe tránh các khu vực đường ngập nước. Ở khu vực miền núi, quan sát khi thấy nước đầu nguồn đột ngột trở nên ngập và mực nước dâng quá nhanh, cần di chuyển khẩn cấp kịp thời. Sạt lở đất ở BJ Quý Châu. Thưa quý vị khán giả, vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Ba vừa qua, một vụ lở đất đã xảy ra tại công trường xây dựng ở BJ Quý Châu. Tính đến 7 giờ 30 phút sáng ngày thứ Tư, có 8 người đã được giải cứu, có 3 người trong số họ đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và hiện sức khỏe đã tạm thời ổn định. Riêng 5 người còn lại đã thiệt mạng. Qua xác minh sơ bộ, còn 9 người mất tích. Và sáng ngày thứ Tư, một nhân chứng tại hiện trường nói với phóng viên Jimu News rằng anh ta nhìn thấy từ xa rằng một phần vỉa hè trên đường Shangshan North liền kề đã bị đá vùi lấp và một chiếc máy xúc bị chôn vùi dưới những tảng đá. Vụ việc xảy ra gần công trường xây dựng dự án cơ sở đào tạo của Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố BJ. Đoạn video trực tiếp được đăng tải trên Internet cho thấy một phần con đường bị đất đá vùi lấp, nhiều phương tiện cứu hộ và nhân viên đã nhanh chóng đến hiện trường vụ việc, đồng thời một dây buộc đã được kéo lên tại hiện trường. Một video khác cho thấy máy xúc đang tiến hành cứu hộ tại hiện trường và nhiều xe cứu thương đang chờ sẵn tại hiện trường. Mấy ngày nay trời không mưa, ông Ju, một cư dân gần đó, nói với Jimu News rằng công trường xây dựng bệnh viện nơi xảy ra vụ tai nạn nằm bên đường Shangshan North và ngọn núi nơi xảy ra vụ lở đất không quá cao. Trước đây, một phần của ngọn núi nơi xảy ra vụ sạt lở đất đã được đào lên để làm đường và một phần còn lại của ngọn núi cũng được đào ra trong quá trình xây dựng khu bệnh viện. Ông Ju cho biết gần công trường vẫn còn một số hộ dân chưa di rời ra ngoài.
Ông không biết trong số những người bị chôn vùi có dân làng hay không. Một nhân chứng nói với phóng viên Jimu News rằng cửa hàng của anh ta chỉ cách vị trí xảy ra vụ lở đất vài trăm mét và anh ta đang ở trong cửa hàng khi vụ việc xảy ra. Sau khi việc xảy ra, anh nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài cửa hàng, sau đó nghe người khác bàn tán xôn xao. Anh mới biết gần công trường xây dựng bệnh viện cách đây không xa đã xảy ra sạt lở đất. Vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ ba, khi đến hiện trường vụ tai nạn, anh ấy thấy một phần vỉa hè của đường Sunsanot liền kề bị đá vùi lấp, một chiếc máy xúc bị vùi lấp dưới đất đá. Hơn chục chiếc xe cứu hộ đã lao đến hiện trường, đường Sunsanot cũng tạm thời bị ngừng các hoạt động giao thông và có rất nhiều máy xúc đang làm việc tại hiện trường. Sáng ngày thứ Tư, Văn phòng Thông tin của chính quyền thành phố Bije đã đưa ra một báo cáo cho biết, vào khoảng 19 giờ ngày thứ ba, một vụ lở đất đã xảy ra tại dự án cơ sở đào tạo của chi nhánh Bệnh viện Nhân dân số 1 của thành phố Bije, tọa lạc ở phố Guhua, quận mới Hồ Kim Hải, thành phố Bije, khiến các công nhân xây dựng bị mắc kẹt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, tỉnh và thành phố đã ngay lập tức triển khai ứng cứu khẩn cấp và thành lập trụ sở khẩn cấp. Hiện tại, tổng cộng hơn 720 người từ các bộ phận ứng cứu khẩn cấp, phòng cháy chữa cháy, xây dựng nhà ở, tài nguyên thiên nhiên, y tế, an ninh công cộng và các bộ phận khác đã được huy động tại hiện trường. Và 8 tổ công tác đã được thành lập để cứu hộ khẩn cấp, an ninh, y tế và xử lý hậu quả. 16 máy xúc và thiết bị phá hủy đã được điều động. 16 xe cứu thương và các thiết bị cứu hộ như cần cẩu, máy bay không người lái, thiết bị dò tìm sự sống, chó tìm kiếm cứu nạn đã tham gia vào công tác cứu hộ và xử lý đầy đủ. Tính đến 7 giờ 30 phút ngày thứ Tư, sau khi dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn đã cứu được 8 người, trong đó có 3 người đã được đưa đi bệnh viện điều trị. Hiện sức khỏe đã tạm ổn định, 5 người đã thiệt mạng và 9 người vẫn mất tích sau khi xác minh sơ bộ. Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành.